Chào các con, cô Hồng Vân rất vui mừng chào đón các con đến với bài học trang số 38. Chúng ta sẽ học bài Turkey in the Straw và chúng mình sẽ luyện tập các ký hiệu cũng như là các nốt nhạc mà chúng ta đã được học ở các bài trước thôi, không có phần lý thuyết mới. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các con đọc nốt của khóa son. Bài này có dấu si dáng và các nốt si trong bài sẽ chơi phím si dáng nhé các con. Cô lấy nhịp đều 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, La son fa fa fa, lặng, 1, 2, lặng, fa son la la, la son fa son la son son, la son fa fa fa, lặng, 1, 2, lặng. Fa son la do, do la fa son la son fa. Hết bài đối với khóa son. Và khóa fa thì chúng ta sẽ có nốt nhạc như sau. 1 2 3 4 1 2 3 lặng. Fa la do hai lặng. La si do 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 lặng. Fa la do 2 1 2 fa si do 2 1 2 fa la do 2 lặng la si do 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 lặng fa la do 2 1 2 lặng si la. Như vậy là hết nốt nhạc của khóa fa. Sau đây các con nhìn cô chơi trên đàn bản nhạc này và chúng ta quan sát từng tay. Cô sẽ hướng dẫn kỹ càng tay phải, tay trái và hai tay cho các con quan sát nhé. Sau đây cô sẽ hướng dẫn cho các con phần tay phải của bài Turkey in the Straw nhé. Bài này các con sẽ đặt tay ở vị trí nốt la ngón 3. Chúng ta sẽ đếm từ nốt đô trung tâm lên, Do, Re, Mi, Fa, Son và La ngón 3. Nhịp 4-4 chúng ta lấy đều 4 phách. Bây giờ cô sẽ làm mẫu như sau nhé. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ba son fa 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 lặng. 1, 2, 3. Ba son fa 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 son fa son fa son son. Ba son fa 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 lặng. 1, 2, 3. Fa son la do do la fa son la son fa. Đó là phần chơi tay phải. Dù là ghi dấu si dáng nhưng chúng ta sẽ không chơi vào phím si dáng nào hết vì không có phím si xuất hiện. Còn ở tay trái thì có rất nhiều nốt si. Bây giờ thì chúng ta sẽ đặt tay trái ở vị trí đô trung tâm. Và hợp âm đầu tiên có 3 phím là fa la do bằng ngón 5 3 1. Cô sẽ đặt tay sẵn như thế này. Phím C thì các con lùi tay về bên tay trái của phím C trắng thì C dáng đây. Bây giờ cô lấy nhịp và cô chơi phần tay trái cho các con nghe nhé. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, lặng. 2, lặng. La si do, 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 lặng. 2, 1, 2. 2, 1, 2. Trái. Tiếp theo cô sẽ chơi hai tay cùng với nhau. Cô sẽ đếm nhịp giống như là khi các con sẽ chơi tập cùng với lại nhà beat nhé. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Số 38. Các con luyện tập bài này, chúng ta sẽ tập từng tay, thuần thục ở tay phải, thuần thục ở tay trái. Rồi chúng ta chơi đều nhịp và ghép hai tay với nhau. Và khi chúng ta ghép hai tay, chúng ta cũng ghép chậm thôi nhé các con. Rồi chúng mình mới tăng dần tốc độ, cho đến khi nào chúng mình chơi được vào cùng với lại nhạc ở tốc độ nhanh như thế này là chúng ta đã hoàn thiện bài. Và như vậy thì chúng ta mới được chuyển sang bài học tiếp theo nhé các con. Chúc các con luyện bài này thành công. Chào tạm biệt, cô hẹn gặp lại các con ở bài học tiếp theo.